Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Sáng ngày 31 tháng 5, ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc tổ chức họp mặt gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2024. Theo bà Nguyễn Thị Diệu Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình thiết thực cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và địa phương phát động như xây dựng gia đình năm không sạch, gia đình hạnh phúc, bền vững, tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, qua đó nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về vai trò, vị trí của gia đình trong xã hội, các phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tại buổi họp mặt, các gia đình đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các kiến thức, kỹ năng ứng xử trong gia đình kỹ năng nuôi dạy con, động viên các thành viên tích cực phát triển kinh tế, phun đắp tình làng nghĩa sớm, tạo không khí đoàn kết vui tươi. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Dứt, Phó Chủ tịch Quỹ Ban nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết, đầu tư cho gia đình chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, Quỹ Ban nhân xã luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa qua đó các phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình, tạo điều kiện để mỗi gia đình thật sự là tế bào linh mạnh của xã hội. Dịp này, Quỹ Ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc đã tổ chức các trò chơi nhằm tạo không khí vui tươi cho buổi hợp mặt, đồng thời trao tặng 10 phần quà cho các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2024. <laughs>